Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Xin kính chào quý vị. Hiện nay Trọng Nghĩa đang có mặt ở tại nhà quàng của nhà thờ Huyện Sĩ ở tại Sài Gòn. Trọng Nghĩa nhân cái chuyến về Việt Nam lần này để mà thâu một vài cái project về nhạc đó. Thì trên cái chuyến bay mà từ Mỹ, từ California bay về đến Sài Gòn thì Trọng Nghĩa được một đứa cháu là Võ Thanh Linh, cháu Linh có cho biết là tin của nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng vừa mới qua đời. Thành ra Trọng Nghĩa rất là xúc động bởi vì Trọng Nghĩa có rất nhiều kỷ niệm với lại nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng. Thì trước hết đó thì bên cạnh Trọng Nghĩa đây là nữ ca sĩ Phương Hồng Ngọc. Thì Phương Hồng Ngọc cũng về đây để mà cũng đã có mặt Việt Nam, cũng đến dự cái đám tang của nhạc sĩ Vương Xuân Hùng. Xin được mến chào với Hồng Ngọc. Dạ, Ngọc chào anh Nghĩa. Rất là bất ngờ hôm nay là đêm cuối cùng để ngồi đây cùng với chị Xuân Hòa và tất cả bạn bè thân thương, nghệ sĩ xa gần, những người đã yêu thương anh Vũ Xuân Hùng. Thì Phương, vợ chồng Phương Ngọc đến đây trước là để thắp nén nhang, đưa tiễn anh lần cuối để đọc bài câu kinh cầu cho linh hồn anh sớm hồi hướng nước trời. Và cũng vô tình đến đây mà được gặp anh Trọng Nghĩa, một ông anh trong làng văn nghệ. Ngọc rất là thích anh Trọng Nghĩa, thì anh Trọng Nghĩa hát nhạc Pháp rất là hay. Mà Ngọc thì có một thời gian ở bên Pháp, thật ra cũng mon men muốn hát một vài bài Pháp, nhưng mà phải nhờ sư phụ chỉ. Thì hôm nay tình cờ anh Nghĩa về đây và lại được gặp trong một cái dịp cũng không được vui, là cái ngày cuối đưa tiễn anh Xuân Hùng về với cõi trời. Thì Ngọc trước hết thì Ngọc xin chia buồn với chị Xuân Hoàng, với gia đình anh Xuân Hùng, và xin cầu nguyện cho linh hồn anh du xe Nguyễn Vũ Xuân Hùng sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Và sau đó thì Ngọc gặp ông Trọng Nghĩa. Thì Trọng Nghĩa hồi nãy có nói là Ngọc ơi, Ngọc có những kỷ niệm gì về anh Xuân Hùng không? Thì thật ra thì Ngọc hát nhạc Việt Nam nhiều, không có hát nhạc ngoại quốc là Việt nhiều. Thành ra Ngọc cũng chưa từng hát nhiều bài của Vũ Xuân Hùng, nhưng biết anh Vũ Xuân Hùng qua những nhạc phẩm nhạc ngoại đời Việt, qua những anh chị ca sĩ hát. Thì nhưng riêng Phương Ngọc với vợ chồng anh Xuân Hùng có một kỷ niệm và một cái tình cảm mến rất là đặc biệt. Thì Phương Ngọc cái show hát đầu tiên tại Việt Nam, Ngọc hát tại phòng trà Kiến Xưa, và cũng được chị Xuân Hòa xin giấy tờ thì Ngọc mới được chính thức về để hát. Thì Ngọc về đây, cái đêm hát đầu tiên của Ngọc cũng được rất nhiều bạn bè nghệ sĩ cũng như là những khán thính giả xưa đến để ủng hộ. Nhưng mà cái hôm đó rất là đặc biệt, là cái giới thiệu, cái lời giới thiệu để Ngọc ra cũng như là MC đó, Ngọc không có ngờ đó là anh Xuân Hùng. Thì lúc đó mình cũng không biết là anh Xuân Hùng là giới thiệu cho mình, tại anh ngồi một góc ở trong một cái góc của sân khấu. Thì khi Ngọc nghe cái tiếng cất lên để nói về Phương Ngọc, sự xuất hiện trở lại của Phương Ngọc, xuất hiện đầu tiên từng ở Việt Nam, thì cái tiếng nói là Xuân Hùng, Ngọc rất là cảm kích và rất là ngạc nhiên. Vì sao có một người có cái giọng nói quá hay, giọng Bắc mà giọng rất là ấm, mà giọng Hà Nội ấm, mà giọng Hà Nội chính gốc luôn, Hà Nội chính gốc luôn, đúng vậy, mà đầm ấm. Thì Ngọc làm cho Ngọc rất là hứng khởi tới cái đêm hát của mình qua cái lời giới thiệu của anh, mà anh giới thiệu rất là ưu ái. Ngọc còn nhớ hoài, và hai vợ chồng Ngọc cứ về nói là thật ra là khó mà có ai được một cái giọng MC ấm áp mà giới thiệu truyền cảm như anh Xuân Hùng. Đó là một cái kỷ niệm Ngọc nhớ mãi về Xuân Hùng. Chưa kể những lần sau có dịp hát trở lại và gặp anh Xuân Hùng những nơi khác, thì anh Xuân là một người rất là dễ thương, rất là hiền lành, phải nói quá hiền lành, phải không? Anh trầm lặng. Dạ, anh trầm lặng, nhưng mà nói con này nãy lúc nào cũng cười. Dạ đúng vậy, cũng đồng lúc, lúc nào cũng cười, rất là hiền lành. Thì hồi nãy chị Xuân Hòa có nói Ngọc tại sao anh Xuân Hùng hiền lành quá mà Chúa rước anh Xuân Hùng sớm vậy. Dạ. Thì Ngọc có nói với chị Xuân Hòa,
Chúa thương đưa anh về sớm đó, mà anh đi trong yên lặng và được rất là an lành, rất là peaceful, là tất cả mọi người là rất yêu thương. Và bằng chứng là tất cả mọi nghệ sĩ xa gần, có mặt cũng như không có mặt ở đây, đều có một lời chia buồn với anh Xuân Hùng. Ngọc nói với chị đừng có lo, ảnh lên đó anh đợi tụi mình, ảnh sẽ đợi, và mai mốt anh chị sẽ lên mở từng phòng trà trên đó, mốt tụi em sẽ lên hát. Thành ra là những người ra đi trước để dọn đường cho chúng ta đi sau mà thôi. Ra mình đó một lần ăn ngủ chứ mất mát người thân làm sao không buồn, phải không Trường Nghĩa? Cảm ơn cô ông Ngọc rất nhiều. Thì thưa quý vị, riêng đối với Trọng Nghĩa đó, cô ông Ngọc thì Trọng Nghĩa có nhiều cái kỷ niệm với anh Vũ Xuân Hùng lắm. Cái năm mà 1974 đó, lúc mà anh Vũ Xuân Hùng với lại anh Nguyễn Duy Biên đó cùng nhau mà ra cái cassette gọi là Tình Ca Nhạc Trẻ mà số 2 đó. Thì anh đã ra phát hành một cái Tình Ca Nhạc Trẻ số 1 rồi, thì Trọng Nghĩa không có được đóng góp, nhưng mà Tình Ca Nhạc Trẻ số 2 đó, thì năm 74 đó thì Trọng Nghĩa được anh Vũ Xuân Hùng anh mới nói gặp Trọng Nghĩa, nói là anh muốn Trọng Nghĩa hát cho anh một bài, thế anh để cho em chọn bài gì. Thì lúc đó Trọng Nghĩa mới nói là anh Hùng, em có một cái bài nhạc Pháp này của Art Sullivan hay lắm, đó là bài Adieu Sorceress, là một cái bài đó lúc đó chưa có lời Việt. Thì Trọng Nghĩa mới nói anh Hùng đặt cho em lời Việt đi. Thì anh Hùng mới nói ok, anh cũng đang làm cho nhiều cái lời Việt cho nhiều bài hát cho cái project của anh, nhưng mà anh có Nguyễn Duy Biên sẽ thay anh để làm cái lời cái bài Adieu Sorceress này. Thì anh Nguyễn Duy Biên đã làm cho Trọng Nghĩa cái bài đó là Thôi Ta Xa Nhau, tức là Adieu Sorceress, tức là hai người yêu nhau nhưng mà cái cô này cũng bỏ đi theo một cái bóng người đàn ông khác. Thật ra cái anh này anh chúc, anh nói là anh chúc cho em may mắn trong cái cuộc tình mới của em. Mặc dầu nghĩa là anh với em đã qua cái thời gian mặn nồng rồi đó, nhưng mà bây giờ em đã đi theo người khác thì thôi anh cũng chúc may mắn cho em. Bonne chance à toi. Đó, nghĩa là avec la personne que tu as choisi, với cái con người mà em đã lựa chọn. Em đã lựa chọn. Đó thì Trọng Nghĩa hát cho anh Vũ Xuân Hùng và anh Nguyễn Duy Biên cái bài Adieu Sorceress năm 74. Và khi mà qua đến bên Mỹ đó, thì cái thập niên mà đầu thập niên 90 đó, Trọng Nghĩa gặp anh Hùng rất là nhiều lần. Tại lúc đó anh đang sinh sống bên Mỹ đó. Thì Trọng Nghĩa có làm một cái project, lúc đó là project thứ hai Trọng Nghĩa mà để làm cho Trung Tâm Điểm Siêu Phát Hành đó. Là một cái project nhạc Pháp, là có Ngọc Lan, Trọng Nghĩa có mời Ngọc Lan rồi Minh Xuân. Trời với lại Trọng Nghĩa là ba người hát trong cái nhạc Pháp đó. Thì anh Vũ Xuân có 12 bài tất cả, thì Trọng Nghĩa nhờ anh Vũ Xuân Hùng làm đặc biệt, tại lúc đó là không có anh Nguyễn Duy Biên, chỉ có Vũ Xuân Hùng mà thôi. Thì anh làm cho Trọng Nghĩa 6 bài, thì có một bài lời Việt cho Ngọc Lan, một bài cho Minh Xuân, một bài cho Trọng Nghĩa với Ngọc Lan song ca, một bài cho Minh Xuân với Trọng Nghĩa song ca, và 2 bài cho Trọng Nghĩa solo. Là anh làm 6 bài trong cái project đó, gọi là project đó gọi là Một Đời Giữ Mãi Cho Nhau, là do Trung Tâm Diễn Xưa tại Nam California phát hành. Lâu lắm rồi phải không? Dạ, đó là năm 1989 ở tại miền Nam California đó. Thì đó là anh Vũ Xuân Hùng làm 6 bài lời Việt và Trọng Nghĩa làm 6 bài cái lời Việt của Trọng Nghĩa. Thì cái project đó ra lúc đó là ra cassette luôn, là rất bán chạy, tại vì lúc đó cũng đang chuộng nhạc Pháp đó. Mà người ta cũng thích Trọng Nghĩa hát nhạc Pháp nữa, thành ra mà có Ngọc Lan, cảm ơn Phùng Ngọc, rồi có Minh Xuân nữa, thành ra cũng hai giọng ca nữ mà hát nhạc Pháp rất hay. Thành ra cái băng đã phát hành năm 1989 đó, được Trung Tâm Diễn Xưa nhận liền phát hành cho Trọng Nghĩa. Rồi sau này được biết cái thời gian sau đó, thì giữa thập niên 90 thì là anh Vũ Xuân Hùng đã về Việt Nam sống đó. Thì đại khái lúc đó thì lâu lâu anh em mới có thỉnh thoảng liên lạc, rồi sau này có Facebook thì có liên lạc với nhau đó. Thì cách đây 2 năm 2022 là tháng 8, Trọng Nghĩa có về Việt Nam để mà thâu một vài bài hát bên đây đó, thâu thu hình đó. Thì Trọng Nghĩa được gặp anh Vũ Xuân Hùng với lại chị Xuân Hòa, hai vợ chồng anh chị lúc đó, thì cũng gặp cô Thúy của chị Thúy của Thúy Nga Paris đó. Thì là trong một cái buổi đó Trọng Nghĩa cũng có được may mắn chụp hình với anh chị. Thì lúc đó thì anh Vũ Xuân Hùng có nói là anh cũng đang có một vài cái problem về sức khỏe đó, anh cũng thấy anh yếu rồi,
nhưng mà trong cái thương anh Bửu Xuân Hùng cái là cái anh tánh anh rất là trầm lặng, mà anh cái cặp mắt kiến đen rồi cặp mắt kiến mà lúc nào cố hữu đó là mắt kiến rất đậm, chúng ta không thấy được, chúng ta không thấy được mắt của anh, đúng rồi, nhưng mà lúc nào cũng cười, anh cũng cười, mà cái râu của anh cũng râu râu mép mà anh dễ thương, anh hiền, anh là nghệ sĩ, dạ đó, thành ra rồi cái anh nghệ sĩ mà nghệ sĩ lãng tử, đúng rồi, anh rất lãng tử mà anh làm rất hay, thành ra rồi cái một lần vài lần anh qua lại Mỹ anh thăm đó thì anh cũng lúc nào cũng liên lạc gọi trong nghĩa đó, để mà anh em ra uống cà phê gặp với nhau rồi nói chuyện tâm sự với nhau đó. Thì cách đây 2 năm trong nghĩa được gặp anh, và hôm nay thì hôm qua đó là cái ngày mà 1 tháng 5 2024 thì trong nghĩa trên đường ở ngoài ở phi trường LAX để chờ về ấy đó, thì đồng nghĩa được đưa cháu là Võ Thanh Linh đó, cháu cho biết là Bửu Xuân Hùng vừa qua đời, thành ra đồng nghĩa bị xúc động quá, tại vì mới ngày nào đột ngột quá mà sắp lên máy bay về Việt Nam nữa, thành ra đồng nghĩa về đến nơi thì là đó, thành ra về cái về mới hôm qua về đó thì là cũng đang giờ giấc còn đùng lung hết trơn, chưa có quen đó, thì là hôm nay thì cháu Võ Thanh Linh có đến khách sạn để rước đồng nghĩa đến để mà đến nhà quan của nhà thờ Nguyễn Sĩ ở tại Sài Gòn đây để mà dự đám tang, thì đồng nghĩa có đến viếng anh và có cầu nguyện nói anh ơi anh đi theo ánh sáng của Chúa anh nha. Thưa quý vị, thì để biết là đời sống rất là vô thường, nhưng mà cái sự ra đi nào cũng muốn để lại cho chúng ta rất là nhiều cái quyến luyến đó. Đồng nghĩ cho mong là anh sẽ sớm được hưởng nhan thánh Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn của anh Giuse Bửu Xuân Hùng về với nước Chúa. Đồng nghĩa còn mong anh ra đi sớm và rất bình an, và anh được anh ra đi thanh thản anh nha. Cõi này chỉ là cõi tạm mà thôi, một ngày đó nào đó thì tất cả chúng ta đều sẽ gặp nhau. Đồng nghĩa chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị, cảm ơn Phương Ngọc rất nhiều đã cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kỷ niệm với anh Bửu Xuân Hùng. Đồng nghĩa cảm ơn Phương Ngọc rất nhiều, và cảm ơn anh Nghĩa. Thì cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị cùng gia đình sức khỏe thật là dồi dào, và mong rằng quý vị cũng sẽ nếu mà quý vị biết cái Bửu Xuân Hùng đó, cũng xin thắp một lời cầu nguyện, thắp một nén hương lòng cho anh. Và cảm ơn Võ Thanh Linh rất nhiều mà cháu đã thôi chú Công Nghĩa và cô Phương Ngọc cái buổi mà tâm sự mà ngắn ngủi này nha. Phương Ngọc nói lời từ giả. Phương Ngọc xin cũng tiếp lời anh Trọng Nghĩa, xin rất cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả từ nãy giờ, mà anh em chúng tôi gửi cái tâm sự nói về anh Bửu Xuân Hùng. Hy vọng cái thước phim này sẽ là một kỷ niệm như một lời đưa tiễn, rồi chia tay với anh Bửu Xuân Hùng. Chúng em sẽ nhớ mãi anh Bửu Xuân Hùng. Anh không còn ở đây nhưng anh Bửu Xuân Hùng luôn luôn trong lòng của chúng em. Hy vọng một ngày nào đó phòng trà tiếng xưa, bây giờ chỉ còn một mình chị Xuân Hòa thôi, nhưng mà nếu anh ở bên kia, anh xin cầu nguyện cho chị Xuân Hòa có sức khỏe, chị Hòa mà có mở lại những cái buổi hát thì Ngọc sẽ hát, và hy vọng đêm đó sẽ được ủng hộ của các khán giả rất là nhiều, và đêm đó sẽ là đêm đầu tiên để hát cho Bửu Xuân Hùng. Thương mến chúc chị Xuân Hòa, chúc chị có đủ nghị lực để vượt qua những lúc khó khăn này. Thương mến cầu chúc cho chị được nhiều sức khỏe, và nghĩa là mong rằng Chúa cũng như là Đức Mẹ Maria sẽ luôn luôn ban nhiều phước lành xuống cho chị và gia đình. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chào quý vị.